Cập nhật mới nhất, người ngoài hành tinh xuất hiện ngày đầu năm 2024. Đầu năm 2024 vừa qua, dư luận chấn động khi có thông tin rằng người ngoài hành tinh cao hơn 3 mét gây hỗn loạn ở trung tâm mua sắm Miami của Mỹ. Hàng trăm chiếc xe cảnh sát hú còi inh ỏi, rất nhiều nhân chứng kể lại sự việc kinh hoàng này. Tháng 8 năm 2023, người ta đã chụp được bức ảnh cuộc trốn chạy tập thể của UFO khỏi miệng núi lửa trước khi nó phun trào. Một tháng sau, di hài của người ngoài hành tinh đã được đưa ra thảo luận trước Quốc hội Mexico, gây chấn động dư luận. Tháng 7 năm 2023, trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ, các cựu quan chức tình báo khẳng định chính phủ Mỹ từ lâu đã có sự tiếp xúc với các phương tiện và những sinh vật phi con người. Do you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. Miley xin kính chào quý khán thính giả của Đông Tây Kim Cổ. Quý vị thân mến, có lẽ chưa bao giờ thông tin về người ngoài hành tinh lại rầm rộ và rõ ràng như những năm gần đây. Vậy liệu họ có thực sự đang sống đâu đó xung quanh chúng ta hay không? Trong video ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi phân tích những bằng chứng về họ thông qua những video quay lại, các báo cáo của chính phủ hay lời thuật lại của các nhân chứng để tìm cho mình câu trả lời về bí ẩn kinh điển này nhé! Hàng chục UFO trốn thoát khỏi miệng núi lửa. Trước tiên, chúng ta hãy xem xét cảnh quay này tại núi lửa Popocatépetl gần thành phố Mexico. Có hàng chục UFO bay ra khỏi đó, như thể đang chạy trốn để thoát thân. Bất ngờ là chỉ trong vòng vài ngày sau, núi lửa này đã thực sự phun trào. Sự kiện này làm dấy lên những giả thuyết về việc đây có thể là một cổng thông tin liên không gian, cho phép du hành giữa các vì sao. Ngọn núi cao 5.426m, đường kính hơn 1.200m và sâu 800m này chính là một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất Nam Mỹ. Mỗi khi nó phun trào, chính phủ phải phát đi cảnh báo và giăng dây an toàn khoảng 10km xung quanh. Khi nhiệt độ của nó lên tới khoảng 1.000 độ C, không vật thể nhân tạo nào có thể đi vào đó. Vậy mà có quá nhiều điều kỳ lạ đã được phát hiện tại đây. Chỉ vài tháng trước, hơn chục UFO hình điếu xì gà đã được nhìn thấy bay lên từ miệng núi lửa. Vào ngày 26 tháng 10 năm 2012, đoạn phim giám sát cho thấy một vật thể hình trụ khổng lồ bay thẳng vào miệng núi lửa. Một số nhà khoa học nghi ngờ rằng đây chỉ là ảo ảnh do thiên thạch gây ra. Như để chứng minh sự tồn tại của mình, chỉ trong vài ngày sau đó, nó lại từ đó bay ra. Trong 3 ngày từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 11 năm 2017, người ta liên tục phát hiện tung tích của UFO tại ngọn núi lửa này. Hai vật thể hình trụ đã được ghi hình khi bay xa khỏi miệng núi lửa vào ngày 26 tháng 11. Đêm 27 tháng 11, một vật thể hình trụ khổng lồ khác lao thẳng vào miệng núi lửa. Và vào ngày 28 thì lực lượng giám sát đã chụp được một vật thể hình trụ khác bay qua núi lửa, kéo theo cả một cái đuôi dài. Người ngoài hành tinh xuất hiện ngày đầu năm mới. Ngày đầu năm mới thường là dịp để mọi người ăn mừng, nhưng trung tâm thương mại Bayside Marketplace ở Miami vào đầu năm 2024 vừa qua bỗng nhiên vô cùng náo loạn, khiến mọi người bỏ chạy tứ tán. Người ta nói rằng xe cảnh sát và máy bay quân sự của khắp thành phố đều được huy động vào đêm hôm đó. Theo cảnh sát, gần 50 thanh thiếu niên đã tụ tập tại trung tâm này đốt pháo và gây ra ẩu đả. Nhưng những video lan truyền sau sự kiện này đã gây ra nhiều tranh cãi. Cư dân mạng cho rằng nếu chỉ là vụ đốt pháo thông thường thì chưa đủ để điều động 60 xe cảnh sát. Nhiều người khẳng định đã nhìn thấy người ngoài hành tinh tại hiện trường, cao khoảng 3 mét, có thể nhìn thấy trong các bức ảnh mờ ảo. Họ cho rằng sinh vật này lúc thì tàng hình, lúc lại xuất hiện, gây ra sự hoảng loạn. Một cư dân mạng chia sẻ, sinh vật người ngoài hành tinh cao 3 mét đã xuất hiện trong và ngoài trung tâm thương mại Miami. Giới truyền thông giữ im lặng, cảnh sát che đậy sự việc, nhưng tất cả thông tin về xe cảnh sát giao thông trên không đều dừng lại vào đêm đó. Trực thăng quân sự màu đen lại không có phương tiện truyền thông nào đưa tin. Đại diện cảnh sát cho rằng bức ảnh mờ là do góc chụp khiến một số người đi bộ trông như người khổng lồ.
Dù vậy, dân Mỹ và cư dân mạng quốc tế cho rằng nếu không có gì nghiêm trọng, tại sao lại có hơn 60 xe cảnh sát và hơn 100 cảnh sát có mặt? Một nhân chứng đã chia sẻ chi tiết về vụ việc tại trung tâm thương mại Bayside Marketplace trên nền tảng X. Theo lời kể, anh đã tận mắt chứng kiến những sinh vật màu xám kỳ lạ di chuyển chậm rãi, không phát ra tiếng động và có khả năng biến đổi hình dạng. Chúng không có ngón tay hay bàn chân, có thể dịch chuyển tức thời và thậm chí đi xuyên qua tường và kính. Chúng không tỏ ra hung hãn, nhưng cũng không hề sợ hãi lực lượng cảnh sát. Anh đã cố gắng quay video nhưng không thành công, cho rằng chúng có khả năng can thiệp vào thiết bị điện tử. Anh cũng cho biết cảnh sát đã kiểm tra kỹ lưỡng ảnh chụp của những người có mặt tại hiện trường. Một số cư dân mạng khác cũng xác nhận thông tin này, cho biết cảnh sát đã tịch thu ảnh và video của họ. Một số cư dân mạng đã đăng tải đoạn video được cho là do máy ghi hình lái xe ghi lại tại hiện trường. Có thể thấy đối tượng này rất cao lớn. Sự việc này đã dấy lên nhiều đồn đoán, trong đó có thông tin cho rằng nhà khí tượng học quân sự Mỹ George Hall đã đưa một người ngoài hành tinh đến thành phố Las Vegas và đây là lần sinh vật này tự mình đi dạo nên mới gây ra sự tình lớn như vậy. UFO trên bầu trời Miami. Vài ngày sau vụ việc trên, hàng loạt video về UFO trên bầu trời thành phố này đã được lan truyền rộng rãi. Một video quay từ sân thượng tòa nhà cho thấy một vật thể bay không xác định, không có ánh đèn như thường thấy ở các sân bay. Một video khác được cho là quay ở Nam Miami ghi lại cảnh một UFO với đuôi lửa hạ xuống và phân tách thành nhiều vật thể nhỏ hơn, giống như pháo hoa. Video thứ ba lại cho thấy một vật thể phát sáng màu cam khổng lồ ẩn mình trong mây, sau đó xuyên qua và bay lên cao. Nhiếp ảnh viết trong chú thích rằng: "Bạn thấy đấy, nó hoạt động như thế nào? Thật điên rồ, trông như thể nó đang bốc hỏa. Chúng nó đục một lỗ ở phía trước theo đúng nghĩa đen. Trông chúng không bình thường." Sự xuất hiện liên tiếp của các video UFO đẩy sự việc này lên top 10 tìm kiếm nóng nhất trên mạng X. UFO hình con sứa tại căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq. Vào ngày 9 tháng 1 năm 2024, các phóng viên điều tra Jeremy Corbell và George Knapp đã công bố đoạn phim đáng kinh ngạc về một UFO hình con sứa bay qua căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq vào tháng 10 năm 2018. UFO này đã bay qua nhiều cơ sở quân sự, thậm chí chìm xuống nước rồi sau khoảng 17 phút, nó bất ngờ vụt bay với tốc độ cực nhanh. Họ nói rằng vẫn chưa rõ nguồn gốc, mục đích và khả năng của phương tiện bay dị thường này. Ngoài ra, Corbell còn chia sẻ về một bức ảnh khác chụp bằng hình ảnh nhiệt hồng ngoại ở vịnh Ba Tư, cho thấy một UFO có hình dạng giống đèn chùm. Những thông tin này đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng quan tâm đến UFO và hiện tượng không gian bí ẩn. Tiếp theo là những bằng chứng từ phiên điều trần của Quốc hội Mỹ vào tháng 7 năm 2023 vừa qua. Cuộc chạm trán bất ngờ. Sự kiện này được đánh giá là có độ tin cậy cao vì nó được chứng thực bởi nhiều quân nhân và có lẽ bằng chứng nổi bật nhất về sự sống ngoài hành tinh trên trái đất xảy ra vào ngày 10 tháng 11 năm 2004. Trong lúc đang tập trận ngoài khơi bờ biển Mexico, tàu sân bay USS Princeton của Mỹ bỗng thu được những tín hiệu radar bất thường gần đảo San Clemente. Đó là những vật thể xuất hiện theo nhóm từ 5 đến 10 chiếc và di chuyển rất kỳ lạ. Có lúc lao xuống biển từ độ cao 20 km chỉ trong vòng vài giây, lúc lại lơ lửng trên không trong hàng giờ liền. 4 ngày sau, tín hiệu ấy lại xuất hiện. Phi đội máy bay chiến đấu 41 được cử đi điều tra. Chỉ huy David Fravor và trung úy Douglas Gord đã nhìn thấy mặt nước gợn sóng dữ dội và một vật thể lớn hơn tàu ngầm rất nhiều ẩn mình bên dưới. Trong phiên điều trần, chỉ huy Fravor kể lại, vật thể ấy có màu trắng hình viên kẹo Tic Tac và không có cánh. Khi họ hạ độ cao để quan sát kỹ hơn thì nó bỗng vụt bay mất và xuất hiện cách đó 97 km chỉ trong chưa đầy một phút. Ngay lập tức, một phi đoàn khác được trang bị hệ thống camera hồng ngoại liền xuất phát. Lần này, họ đã quay được video quý giá 90 giây về UFO ấy ở khoảng cách vài km. Chúng ta có thể nhìn thấy nó có hình bầu dục và sau một lúc lại biến mất. Các nhân chứng khẳng định vật thể này không hoạt động theo quy luật vật lý thông thường. Tuy nhiên, các video ghi lại sự kiện này được cho là đã bị xóa ngay sau khi có hai người lạ mặt đáp trực thăng đến gặp lãnh đạo họ, và đây không phải là trường hợp duy nhất. Công nghệ UFO tại khu vực Nam Mốt. Khu vực Nam Mốt luôn gắn liền với những tin đồn liên quan đến thử nghiệm và nghiên cứu của chính phủ Mỹ về người ngoài hành tinh.
và kỹ sư Bob Lazar tuyên bố mình đã từng làm việc tại đây vào cuối thập niên 80 với nhiệm vụ tái tạo tàu vũ trụ thu được từ người ngoài hành tinh. Nhờ đó, ông biết rằng tàu của họ chạy trên một lò phản ứng được cung cấp năng lượng bởi một dạng nguyên tố 115 ổn định mà đến nay chúng ta vẫn chưa tạo ra được. Nó được đặt trên đỉnh một quả cầu có thể phát ra một trường lực đẩy lùi con người, có thể tạo ra sóng phản trọng lực giúp tàu bay theo mọi hướng. Mặc dù khu vực 51 phủ nhận việc Lazar từng là nhân viên của họ, nhưng trong hiểu biết sâu sắc của ông về công nghệ này chỉ có thể đến từ người đã từng ở đó. Ông cũng vượt qua các bài kiểm tra nói dối và là một kỹ sư tài năng với nhiều phát minh được công nhận. Liệu những tiết lộ này có chính xác? Chúng ta hãy tìm câu trả lời ở bằng chứng tiếp theo. Lời khai của cựu Trung úy Hải quân Mỹ. Tại phiên điều trần, Trung úy Ryan Graves, người từng tham gia cuộc tập trận của tàu USS Theodore Roosevelt năm 2015, đã thuật lại cuộc chạm trán của mình với UAP, hiện tượng trên không không xác định. Trong lúc huấn luyện ở khu vực cách bờ biển Virginia 16 km, ông và đồng đội đã suýt va phải một vật thể lạ khi nó lao thẳng vào khoảng giữa hai máy bay của họ. Nó hình khối lập phương, màu xám đen, nằm trong quả cầu trong suốt có đường kính khoảng 1,5 đến 4,5 mét. Trung úy Graves cũng chia sẻ rằng việc nhìn thấy UFO là phổ biến trong quân đội, nhưng nhiều người không dám báo cáo vì sự ảnh hưởng đến sự nghiệp, ông nói trong phiên điều trần. Với hơn một thập kỷ phục vụ trong Hải quân Hoa Kỳ, tôi đã tận mắt chứng kiến UAP và tôi ở đây để nói lên mối quan ngại của hơn 30 phi công và cựu quân nhân về ba vấn đề quan trọng cần chúng ta phải hành động. Thứ nhất, chúng đang ở trong không phận của chúng ta, nhưng chúng không được báo cáo đầy đủ. Các phi công chúng tôi thường xuyên chứng kiến những hiện tượng này. Thứ hai, thái độ hoài nghi về sự tồn tại của UFO của nhiều người khiến các phi công im lặng vì sợ phiền phức và ảnh hưởng đến sự nghiệp. Thứ ba, chính phủ hiện đã biết nhiều nhưng các hoạt động bảo mật quá mức đã khiến thông tin quan trọng bị giấu kín. Nó cản trở sự hiểu biết của chúng ta cũng như gây ra những suy đoán và ngờ vực. Bức ảnh rõ nhất về UFO. Năm 1990, hai đầu bếp tại Scotland đã chụp được một bức ảnh đáng kinh ngạc về UFO hình kim cương bày trước một chiếc máy bay. Bức ảnh được gửi đến tòa soạn báo nhưng nó không được xuất bản mà bị chuyển đến Bộ Quốc phòng Anh và biến mất trong suốt 30 năm. Mãi đến năm 2020, nhà báo David Clark mới tìm lại được bức ảnh từ một cựu sĩ quan lực lượng không quân hoàng gia. Các nhân chứng khẳng định UFO không phát ra tiếng động và bức ảnh chưa từng bị chỉnh sửa. Tuy nhiên, thay vì công bố thông tin chi tiết, chính phủ Anh đã quyết định bảo mật tiếp đến năm 2076. Làn sóng UFO ở Bỉ. Làn sóng này bắt đầu vào đêm ngày 29 tháng 11 năm 1989, với hơn 30 nhóm nhân chứng và 3 đội cảnh sát ở Bỉ báo cáo đã nhìn thấy một UFO bay ở độ cao thấp. Nó có hình tam giác, bên dưới phát ra những tia sáng. Trong khoảng 5 tháng tiếp theo, hơn 2.000 trường hợp nhìn thấy đã được báo cáo trên khắp đất nước. Đỉnh điểm là vào đêm ngày 30 tháng 3 năm 1990, khi không quân Bỉ phát hiện thấy một vật thể lạ trên radar và đã điều động 2 máy bay chiến đấu F-16 lập tức truy đuổi. Ước tính có khoảng 13.500 người đã chứng kiến quá trình này. Có 2.600 người đã báo cáo chi tiết về những gì họ nhìn thấy. Không quân Bỉ cũng đã đưa ra báo cáo về vụ việc. Hai máy bay đã thử 9 lần đánh chặn, nhưng mục tiêu đều thay đổi vị trí với tốc độ không tưởng. Điều ngạc nhiên là toàn bộ quá trình không hề phát hiện ra âm thanh và rốt cuộc không ai biết vật thể đó đã đi về đâu. Quý vị thân mến, trong vũ trụ có vô số hành tinh. Từ góc độ thống kê mà nói, xác suất tồn tại sinh mệnh ngoài hành tinh là rất cao. Những bằng chứng mà chúng ta nói đến hôm nay đã cho thấy khả năng họ đã đến trái đất và đang có những hoạt động bí mật mà có lẽ nhiều chính phủ đã biết. Thế nhưng, tại sao những thông tin này lại bị giấu kín? Một giả thuyết phổ biến là nó có thể gây ra sự hoang loạn trong xã hội. Nếu biết rằng người ngoài hành tinh sở hữu công nghệ vượt trội và có thể tấn công bất cứ lúc nào, con người sẽ rơi vào trạng thái sợ hãi tột độ. Còn có rất nhiều nguyên nhân khác, nhưng cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời chắc chắn. Có lẽ phải mất một khoảng thời gian nữa, chúng ta mới có thể làm sáng tỏ những bí ẩn này. Quý vị và các bạn nghĩ sao về chủ đề này? Liệu người ngoài hành tinh có tồn tại quanh ta hay không? Hoan nghênh quý khán giả để lại bình luận bên dưới. Nếu thấy video ý nghĩa, hãy ấn like và chia sẻ video cho bạn bè mình được biết, cũng như ấn nút đăng ký cùng nút chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất quý vị nhé. Còn bây giờ, Mali xin kính chào và hẹn gặp lại.